Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vừa giải cứu thành công hai người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc bị mắc kẹt trong thang máy ở một khách sạn tại thành phố Nha Trang. Theo đó, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 20 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo có sự cố nạn nhân mắc kẹt trong thang máy của một khách sạn trên đường Hồng Bàng tại thành phố Nha Trang, nên đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường triển khai phương án giải cứu nạn nhân. Tại hiện trường, trong thang máy có hai người mắc kẹt ở khu vực giữa tầng 19 và tầng 20. Sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dùng để phá rỡ tường bao hố thang máy, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.